Thì kính thưa đại chúng, ở trong kinh đó, Đức có Phật có dạy chúng ta một cái cách tu thiền. Có nghĩa là chúng ta quán chiếu lại bản thân của mình. Thì chúng ta có mắt, tai, mũi, miệng, thân. Thì chúng ta thường gọi là năm căn. Thì thường thường á, chúng ta dễ bị lôi cuốn bởi những cái cảnh ở bên ngoài. Ví dụ như mình thấy cái gì không thích thì mình liền nói. Mình ngửi cái gì không ưa thì mình liền nói. Rồi mình nghe cái gì mà không hợp thì mình liền nói. Cho nên cả ngày mắt, tai, mũi, miệng, thân của mình nó làm việc. Hễ mà thấy cái gì xấu cái là cái miệng nói liền xấu quắc. Hễ cái gì mà nó hơi hôi sao cái gì hô rình. Không, mà hễ cái tiếng gì mà ấy cái sao dở ẹt. Thành thử cả ngày chúng ta cứ làm việc như thế mà chúng ta sanh khởi rất nhiều, tiếp xúc rất nhiều, nhưng mà đa phần chúng ta ít có sanh khởi những cái thiện, mà chúng ta phần nhiều nhìn rồi sanh khởi những cái không hay. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy chúng ta, nếu chúng ta còn có cái may mắn, một cái căn nào của chúng ta còn tốt, thì hãy nên tiếp xúc cái lành thiện rồi cất ở trong lòng. Để rồi mai mốt lỡ cái đó nó theo vô thường biến đổi thì chúng ta vẫn có cái đó đi ra để chúng ta làm cho chúng ta được an tịnh. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ ở trước mặt đây không có hình Phật, nhưng nếu Pháp Hòa nói đại chúng hãy nhắm mắt lại và tưởng hình Đức Phật. Quý vị tưởng được không? Tưởng được. Tại sao tưởng được? Tại vì mình đã tiếp xúc hình ảnh của Phật rồi, và mình đã để hình ảnh để dành ở trong lòng của chúng ta, để dành ở trong tâm trí của chúng ta, để dành ở trong cái bộ nhớ của chúng ta. Để khi nào cần thì chúng ta liền đi vào cái bộ nhớ, chúng ta mời Đức Phật đi lên để chúng ta tưởng nhớ đến Ngài. Rồi bây giờ đại chúng đã thuộc được một câu kinh, rồi đại chúng cũng cất ở trong lòng. Nếu hôm nào Pháp Hòa nói giờ kính mời đại chúng đọc bài hồi hướng, quý vị thuộc không? Thuộc liền. Sở dĩ Pháp Hòa nói bài hướng là tại Pháp Hòa biết hồi hướng là hạnh phúc nhất, là tại vì kết thúc. Còn mấy cái bài khác nói lên chắc không nhớ. Thành thử ra thưa đại chúng, Đức Phật dạy chúng ta nên đi tìm những cái lành thiện rồi chúng ta để dành ở trong tâm trí của mình. Lỡ một ngày nào đó những cái hình tướng âm thanh bên ngoài nó mất đi thì chúng ta vẫn có cái đó để chúng ta sử dụng. Thường thường chúng ta để dành tiền, để dành của, để dành thức ăn, để dành quần áo, để dành đủ thứ hết, mà hình như chúng ta không có để dành cái gì đẹp đẹp ở trong lòng. Thí dụ như người nào đó, người ta có cái tánh tốt, mình nên để dành cái đó trong lòng. Lỡ mai mốt mình ghét cái người đó, cái mình quên cái ghét đó đi, mình nhớ cái tốt của người đó để làm chi? Để mình có thể thương được người đó, để mình có thể xả bỏ được cái phiền giận với người đó. Tại vì cái tu chính yếu là làm sao cho mình được an tịnh. Còn chúng sanh ở đời, chúng ta còn sống ở đời là chúng ta còn biến đổi tâm tánh, chúng ta còn biến đổi những cái nhận thức của mình theo cái hoàn cảnh bên ngoài. Cho nên chúng ta sẽ không bao giờ ở yên, mà có những cái đức hạnh tốt của một người nào đó nên để ở trong lòng. Để một ngày nào đó lỡ người đó không có được như vậy thì chúng ta vẫn có cái tốt lành của người đó để chúng ta quán chiếu và làm cho thân tâm chúng ta được an tịnh. Và như thế gọi là một trong những cách tu thiền. Thì quý vị nghĩ rằng tu thiền là cái gì nó xa xôi, nhưng mà thật sự ra thì thiền có nghĩa là chúng ta biết dừng lại và đi quán chiếu những cái gì trong lành để làm cho thân tâm chúng ta được an tịnh. Pháp Hòa nhớ nhà thơ Mai Thảo có 4 câu thơ trong một bài thơ dài, và trong đó có 4 câu mà Pháp Hòa thích. Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe 4 câu đó. Chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng gây mượn đất trời, để khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng soi. Tức là nhà thơ Mai Thảo nói rằng chúng ta phải chế ra mây
và gầy ra nắng. Chế lấy đừng vay mượn đất trời. Tại sao? Vì có một ngày nào đó, lỡ mai nhật nguyệt đều xa vắng, thì đầu thềm vẫn có ánh trăng soi. Tức là ánh trăng đó, mặt trời đó, nó không bao giờ mất ở trong tâm của mình. Bởi vì đời sống hàng ngày, có khi mặt trời có mặt, có khi mặt trăng có mặt. Như bây giờ mình muốn nói, bây giờ đi ra ngoài ngắm trời, không có. Bây giờ nói thôi đi ra ngoài ngắm trăng, cũng không có. Bây giờ nếu mà chúng ta muốn làm cho chúng ta mát dịu, thì chúng ta chỉ cần nhắm mắt lại, thì trăng trời đều có trong ta, làm cho chúng ta biết được mặt trăng như thế nào, mặt trời như thế nào. Cái người tu của chúng ta cũng vậy. Chúng ta có quyền để dành tiền của, nhưng chúng ta cũng nên để dành một số những cái lành thiện ở trong cái tâm thức của mình, để một ngày nào đó khi mà chúng ta cần, chúng ta có để mà sử dụng, để làm cho chúng ta an tâm. Đức Phật dạy chúng ta làm như thế là để cho cái sự tu của mình nó vững chãi. Thường thường á, đại chúng có thường đọc cái câu nguyện cho con tâm bồ đề kiên cố không? Có phải không? Bây giờ mình muốn biết kiên cố như thế nào, mình muốn biết mình có kiên cố hay không, cho nên mình đọc tụng, cầu nguyện, mong mỏi là một việc. Nhưng chúng ta phải làm gì để cho cái sự cầu nguyện, cái sự mong mỏi của chúng ta nó thành sự thật. Cho nên cái chữ cầu nguyện của nhà Phật đó, nó rất đặc biệt. Cầu là muốn, nguyện là làm. Mình có quyền mong muốn, nhưng chúng ta phải làm để sự mong muốn của chúng ta có mặt. Như thế nghĩa là nghĩa của chữ cầu nguyện trong nhà Phật. Thí dụ này, Nam Mô Di Đà Phật, con hôm nay tụng thời kinh cầu an, nguyện Phật từ bi gia hộ cho gia đình con được an. Muốn an phải không? Muốn an thì tụng kinh cầu an. Mà trong kinh cầu an nói cái gì? Kinh cầu an nói: nếu người nào rơi vào hầm lửa lớn, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì lửa liền tắt. Vậy thì bây giờ mình muốn an thì phải học cái câu kinh đó. Lửa lớn ở đây là sân si. Nếu khi mình nổi sân thì mình liền niệm Quan Âm. Thay vì mình nói bậy, bây giờ không nói bậy mà niệm Quan Âm, để cho cái lửa sân mình nó xuống, nó tắt. Mà khi lửa sân nó xuống nó tắt thì có an không? Có. Như vậy là cầu nguyện đúng hay sai? Trong kinh Phổ Môn cầu an nói: nếu người nào trôi trong nước, bị nước cuốn, rồi niệm sức mạnh Quan Âm thì mình liền tấp vào trong bờ. Mình muốn an phải không? Theo câu kinh đó, nước cuốn là gì? Là sự tham dục, sự thèm khát, sự ham muốn của mình. Nếu mình ham muốn mà không có khả năng, hay là không có lành mạnh, thì liền lập tức niệm Quan Âm, thì sự ham muốn đó, tham dục đó không còn lôi kéo mình nữa, mình liền an. Rồi người ta cầm dao, người ta sắp sửa chém mình, mình niệm Quan Âm, dao liền gãy từng khúc. Giờ sao mình niệm hoài mà dao nó không gãy? Vậy thì cái câu kinh đó chỉ cho mình an bằng cách nào? Người ta sắp sửa phun, người ta đang nói những cái lời nói cho mình khổ đau như những nhát dao đi vào trong tâm mình. Mình trở lại mình niệm Quan Âm. Quan Âm là gì? Là trở lại với cái trạng thái từ bi, lắng nghe cái sự buồn phiền của mình, biết mình đang buồn phiền, thì những lời nói đó nó vô thì nó rọi ra, nó không trở thành nguyên một cây dao nữa, mà nó thành gãy từng khúc, nó không vào trong người mình được. Như vậy thì cầu nguyện theo Phật giáo, cầu là mong muốn, nguyện là phải làm. Cho nên mình mới có cái lễ, bất cứ mình làm gì cũng có lễ hết, ngay cả đám hỏi cũng phải có cái lễ. Lễ hỏi để làm chi? Để cho đôi nam nữ đó biết hôm nay mình đã đi hỏi vợ rồi. Tuy chưa cưới nhưng mà nhớ mình đã hỏi vợ rồi, thì phải nhớ đừng có lén phén ở bên ngoài nữa, nghe không?
Rồi xong rồi bắt đầu tới lễ cưới. Lễ cưới thì xác định. Cho nên hồi sáng đó, Pháp Hòa có giảng cho hai em. Pháp Hòa có nói cái lễ cưới là gì? Là nói lên một ước nguyện của mình. Mà ước nguyện thì nó sẽ trở thành một sức mạnh. Cũng giống như khi mình đi xuất gia đó, mình phải có cái lễ xuất gia rồi làm cái lễ phủi tóc cho mình để mình nhớ. Còn cái chuyện mà mình mà ra ngoài tiệm mình nói tôi ngứa đầu quá, tôi xin cạo giùm cho tôi trả 10 đồng, cái chuyện đó bình thường. Nhưng mà mình quỳ ở trước Phật, quỳ ở trước Thầy của mình, quỳ trước Chư Tăng, mình xin được phủi tóc, phủi cái tóc phiền não này. Cho nên mới đọc cái bài kệ phủi tóc: cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người dứt hết phiền não, độ thoát cho đời. Đọc cái bài đó rồi thì tự nhiên mình nhớ, mai mốt mình có buồn phiền, giận tức thì mình nhớ mình là người không có tóc. Mà không tóc tức là tóc là tượng trưng cho phiền não, mà phủi tóc rồi có nghĩa là phủi phiền não. Thì phải nhớ rằng phủi tóc thì dễ mà phủi tâm mới khó. Thì tự nhiên mỗi ngày cạo tóc thì dễ, cạo tâm khó. Cho nên mỗi ngày cái lễ đó nó nhắc nhở cho mình. Như vậy mình muốn tâm Bồ Đề kiên cố, có nghĩa là muốn cho sự tu của mình, cái sự giác ngộ của mình nó vững. Mà chúng ta thường nói vững như núi. Làm cái gì mà chúng ta muốn, nghĩa là nói lên cái sự vững chãi, thì chúng ta lấy núi ra chúng ta ví dụ. Thí dụ như là mình ước nguyện mình nói sao? Thề non, hẹn sao? Hẹn biển, lấy núi, lấy thề non, tức là lời thề của mình và vững như núi mà rộng sâu như biển. Thề non hẹn biển. Như vậy thì rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta lấy núi non để chúng ta biểu lộ cái sự cẩn thận của mình. Có những vị người ta nói ngồi yên như núi, tức là chúng ta vững chãi, vững chãi. Thì hôm nay Đức Phật dạy chúng ta có một cái bài sám mà khi chúng ta tụng đó, nó có hai câu. Trong bài sám nó có hai câu: khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Khi sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý tiếp xúc với sáu cái cảnh bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì chúng ta phải lấy cái ý thức, tức là chánh niệm, tinh chuyên là siêng năng để chúng ta phòng hộ. Chúng ta phòng hộ như thế nào? Chúng ta không thể móc mắt bỏ, thẹo tai bỏ, bóp mũi bỏ. Chúng ta không thể. Chúng ta vẫn phải sử dụng mắt, tai, mũi, miệng này. Nhưng mà bây giờ người có học Phật, có chánh niệm thì chúng ta biết sử dụng mắt, tai, mũi, miệng một cách trân trọng. Để chúng ta làm gì? Để chúng ta chế tác. Chúng ta làm gì? Chúng ta chế ra mây, gầy ra nắng. Chúng ta chế tác được bình an, hạnh phúc cho thân tâm của mình. Ở trong kinh đó, Đức Phật có đưa 5 cái ví dụ về núi. Rồi Đức Phật dạy cho đệ tử của Phật tu như núi. Điều thứ nhất, Đức Phật nói cái tính cách của núi. Núi thường ở một chỗ, không chuyển động, không lay động, không dời đổi, dù gió to hay bão dữ. Người đệ tử Phật cũng phải biết học như núi, biết trụ tâm vững chắc, kiên định, không lay chuyển, không chấn động, không dời đổi giữa cõi thiện ác, trái phải, khổ vui, được danh, mất danh, được lợi, mất lợi, giữa tham và sân, giữa đúng và sai. Đức Phật thường nói, núi dày đặc, không trống bọng ở giữa, không hề di động hay chuyển động, bậc trí cũng nên như thế, phải dày đặc giới định tuệ. Còn trống ở rỗng ở giữa, không trống rỗng ở giữa, khả dĩ an nhiên tự tại trước lời khen tiếng chê của đời. Đó là cái điều thứ nhất Phật dạy về núi ở trong kinh. Là Đức Phật nói rằng ở nơi núi, trụ một chỗ, không có lay chuyển, không di động,
người đệ tử Phật cũng phải trụ tâm vững chắc, kiên định, không lay động, không chấn động. Bây giờ mình tu nhưng mà tâm mình còn động quá. Quý vị có tin tâm mình còn động không? Thí dụ như bây giờ mình ngồi đây á, mà nãy giờ tâm động rồi đó, nữa sao tắt đèn tới thui vậy? Có không? Rồi bây giờ mình ngồi đây mà lỡ mà ai ở ngoài sau mà làm rớt một cái rầm, cái thì mình quay ra mình xem coi người nào đó, vân vân. Cho nên tâm mình còn động, nhưng mà cái động đó nhỏ thôi. Có một cái động mà là chúng làm cho chúng ta thường hay bất an, đó là tâm chúng ta bị động bởi những sự khen chê, tốt xấu hay dở, thế này thế kia. Nhiều khi mình ở nhà nhưng iPhone tới mình báo cho mình biết một tin đồn thôi chứ chưa chắc nha. Người ta chỉ nói là tôi nghe đồn vậy thôi là bắt đầu mình động rồi đó. Mình vừa cúp phone với người kia là mình nhắc phone ra mình đồn tiếp. Có không? Thưa đại chúng, tất cả những cái đó không có cái gì mà gọi là tội lỗi. Nói như vậy để cho chúng ta thấy được cái tâm của mình nó chưa có vững chãi. Cho nên mình phải học cái cách của núi, là không có cái thể cái gì di dời được. Thì cái tâm bồ đề, cái tâm tu hành của chúng ta cũng như vậy. Thưa đại chúng, như thế này, ở trong cuộc sống chúng ta đều là những người đời, và dĩ nhiên dù ai tu đến cỡ nào đôi khi cũng còn có những cái sai lầm, có những cái mắc phải. Thôi thì bây giờ chúng ta phải học, chúng ta phải kiên trì rằng đạo không có sai, do người hành đạo có thể sai. Nếu chúng ta giữ được cái tâm đó thì những cái hình ảnh của những người hành đạo, sống đạo, tu đạo chưa có dễ thương, chưa thiện, nhưng mà chúng ta không hề có cái gì thay đổi đối với đức tin, đối với niềm tin, đối với lại Phật Pháp. Tại vì chúng ta hiểu chân lý của Đức Phật không có sai. Chân lý của Đức Phật muôn đời như mặt trời, mặt trăng không có rơi rụng. Mà dẫu cho mặt trời, mặt trăng có rơi rụng, nhưng lời dạy của Phật về tứ đế là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Đức Phật nói rõ với mình, đời là khổ, sống ở đời là khổ. Mới nói cái chữ sống là khổ thôi là bắt đầu mình đã biết bao nhiêu cái chi tiết về cuộc sống khổ rồi. Muốn ăn ngon cũng khổ, mà bữa nào không có thức ăn ngon cũng khổ. Muốn ăn ngon thì phải chạy lo, mà lỡ hôm nào mà không ngon mà ăn dở cũng khổ. Bây giờ mình cứ nghĩ mình, miệng mình thì nói ăn để sống, lúc nào mình cũng nói vậy, mà thử ăn tô phở thiếu cộng quế coi có ngồi tụng không. Ngồi nói hoài, trời ơi, đãi phở mà không mua quế là sao đó. Quý vị thấy không? Mà giờ em không thấy gì hết nè. Họ thấy không? Không thấy. Tại vì nó tới thui thấy gì nữa. Cho nên nổi cái chữ sống khổ thôi là đã quá nhiều cái chi tiết của chữ sống khổ. Mình lúc nào mình cũng nói thôi, mặc để kính che thân được rồi. Nhưng mà có khi nào mình đi ăn tiệc mà mình không cực nhọc với kiếm quần áo không? Trời ơi, ướm cái này vô, ướm cái kia vô, cái cà vạt này nó phải đi với cái áo nào đây? Mấy cô thì có khăn quấn cổ, rồi giày, rồi dép, đủ thứ hết. Ngay cả thầy tu thỉnh thoảng cũng điệu kiểu đó đó. Mặc áo nâu phải đội nón nâu. Cái đó đâu có tội đó. Nhưng mà nói cho nghe để chúng ta hiểu được chúng sanh chúng ta còn những cái đó, để rồi chúng ta trở lại chúng ta nhìn. Cho nên Đức Phật nói, những gì mà Đức Phật nói đều không ngoài tứ thánh đế. Tứ thánh đế tức là khổ đế, tập đế, đạo đế, diệt đế.
Thí dụ như Đức Phật nói khổ đế, rồi Đức Phật sẽ nói cho mình biết nguyên nhân nào mình khổ, nguyên nhân nào mình khổ. Cho nên cái nguyên nhân mình khổ là tại vì mình có tham, có sân, có si, có mạn, có nghi, vân vân. Cho nên phải vững cái tâm, vì chúng ta biết tất cả là do duyên. Hồi xưa đời sống chúng ta chưa có vật chất nhiều, chúng ta cũng khổ. Tại vì nó thiếu vật chất thì cái sự liên lạc, sự thông tin giao tiếp cũng rất hạn chế. Nhưng mà khi nó có nhiều quá rồi thì chúng ta cũng bị nó lôi cuốn. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải giữ đúng cái lập trường, cái kiên trì của chúng ta là chúng ta dụng vật chất vì nhu cầu chứ không có tham cầu. Hai cái đó nó rõ ràng. Thí dụ như bây giờ cuộc sống ở đây, cái phone tay là nhu cầu, có xài tốt. Nhưng mà nếu chúng ta cứ chạy theo đời mót, 2-3 tháng đổi một cái, 2-3 tháng đổi một cái, thì chúng ta khổ. Chẳng hạn như chúng ta cần một cái ví, cái bóp để cầm. Nhưng mà nếu mà mình phải mua một cái bóp tới 3-4 ngàn, mà để đựng gì, móc ra cũng cây son, cây kiến, và cục xương găm, đại khái vài thứ trong đó. Mà mua, mà mấy cái đó toàn là 1 đồng với 2 đồng không, mà mua cái bóp 3 ngàn để đựng. Thật ra mình có quyền, mình nói là tiền của tôi làm ra tôi có quyền xài, không có sao. Nhưng nếu chúng ta có trí tuệ, chúng ta sẽ biết dụng tiền thế nào cho nó đúng. Thí dụ mình nói mắt này là của tôi muốn thấy ai kệ tôi, được. Nhưng mình thấy riết vậy có nó tập, nó thành cái nghiệp của con mắt, chứ có sao đâu. Nó cái thân này của tôi muốn uống cho tôi chết cũng được, nhưng mà chết mà không được làm gì hết thì uống cái thân. Như thế thì chúng ta có thân, chúng ta biết dụng thân cho đúng, thì có nghĩa là chúng ta vững như núi, chúng ta kiên trì ở cái chỗ đó. Ngày hôm qua Pháp Hòa có trả lời, tối hôm qua Pháp Hòa ngủ không được, mà trước đó một đêm cũng không ngủ, rồi ngày hôm qua tỉnh queo vậy. Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ mình còn hơn 1000 cái mail chưa check, mới ngồi vậy check mail. Thì trong đó có một người gửi cho một Pháp Hòa một cái thơ bằng tiếng Anh. Thầy ơi, tôi giúp người rất nhiều, nhưng khi tôi cần người ta giúp, người ta không bao giờ ngó ngàng tới tôi. Tôi không biết tôi làm gì sai, và bây giờ thầy nghĩ rằng tôi có nên tiếp tục để sống không? Mà mấy cái thơ đó phải trả lời gấp, mà gấp có nghĩa là 1 tháng rồi đó. Tại vì Pháp Hòa chưa check, 1000 cái mail chưa có check. Một ngày 100 cái mail vô, mà đủ chuyện trên đời hết. Đủ chuyện trên đời hết. Đi vô hãng làm, rồi bị hãng, bị người boss ăn hiếp, cũng hỏi Pháp Hòa giờ con phải làm sao. Rồi người ta trả lương không công bằng, con có nên thưa không? Trời ơi, mình làm thầy chùa, chứ đâu phải mà thầy là thầy giải quyết những cái chuyện đó. Nhưng mà Pháp Hòa phải nhận. Và những cái mail nào mà đặc biệt thì Pháp Hòa trả lời chứ cái anh kia. Pháp Hòa nói anh ơi, cái thân của mình nó quý lắm, anh đã sử dụng thân của anh, khả năng của anh xưa nay bằng cái tâm nguyện thiện lành của anh rồi. Và khi anh làm anh không mong báo đáp, thì thôi bây giờ nếu anh được làm nữa anh cứ làm, chỉ sợ chúng ta không được làm thôi. Hồi đó giờ chúng ta thường nghe câu hãy tặng nhau những gì đang có, lỡ mai này không có để cho nhau. Bây giờ chúng ta có mắt, có tai, có đôi tai để giúp người, sao chúng ta không giúp? Lỡ một mai trong cuộc đời vô thường, chúng ta bàn tay chúng ta không còn đủ sử dụng, thì chúng ta chỉ muốn lúc đó chúng ta giúp người còn không được, thì làm sao có người nào bưng giùm cho chúng ta một ly nước. Cho nên đối với tự thân, bây giờ chúng ta còn đôi tay làm được gì cho bản thân mình, cho người, chúng ta làm. Cái đó gọi là kiên trì và vững chãi. Bởi vì chúng ta hiểu được bản chất của đời. Người ta thương khác, người ta không thương khác. Có một vị ni sư,
ở chùa đang nấu ăn. Thì một vị thầy trụ trì dẫn khoảng chừng 5-7 thầy tới, nói sư cô lo cơm giùm cho quý thầy này dùng. Thì ăn cơm xong thì quý thầy đi ra ngoài, ngồi ở ngoài hiên á, bắt đầu ngồi tranh cãi chuyện này chuyện kia, bàn luận thế sự. Sư cô đi ra, sư cô nói một lát nữa đó 7 ông nghe không, ăn cơm sao bây giờ 7 ông gom tiền lại trả cho tôi. Cái thì các vị mới nói ủa hồi nào giờ tôi nhớ cái gì free là kêu đồ chùa mà. Cái gì mà không trả tiền kêu đồ chùa mà sao giờ bắt trả tiền. Nhưng mà vị trụ trì hiểu ý, sư cô nấu cơm cho ăn là để cho mình bàn cái chuyện Phật Pháp chính đáng, chứ phải nấu cơm cho ăn rồi ngồi chuyện nói thế sự. Mà nói thế sự thì sư cô nhắc mình bằng gì? Bằng sự trả tiền. Và sư cô mới nói á, mặc kệ cờ động hay là gió động, quan trọng là tâm các ông đừng có động. Quý vị nhớ câu chuyện đó không? Một hôm có hai chú sa di trẻ ngồi trước cửa chùa cãi. Tôi đố huynh là cái cờ nó động hay là gió động. Thằng ông mới nói cờ động, ông kia nói gió động. Thì lục tổ đi ngang, lục tổ nói không phải cờ động cũng không phải gió động, mà tại tâm nhân giả động. Nếu mà tâm nhân giả tịnh thì nhân giả sẽ không cãi, mà nhân giả hiểu nè, có lá cờ thì cái tướng gió nó thổi, mình thấy cái lá đó nó phất phơ là tại nhờ gió. Cho nên nhờ cái tấm vải đó mà chúng ta thấy được cái tướng gió. Rồi bây giờ nhờ gió mà chúng ta thấy được cái phất phơ của lá cờ. Như vậy thì cờ và gió do duyên mà có mặt. Vì duyên có lá cờ, nhân có lá cờ, nhân có gió, hai cái này nó duyên với nhau, cho nên chúng ta thấy lá cờ nó phất phơ. Chỉ thế thôi mà tại sao phải ngồi cãi là cờ bay hay là gió bay, chuyện đâu quan trọng. Có một lần Pháp Hòa đi hành hương, thì có một bác đó, thì trong xe có một chú Phật tử là chú hay mua khoai nướng, chú đãi cả đoàn lắm. Thì bữa đó chú mang một bịch khoai lên đãi, thì có một người nói ủa ai mua vậy. Thì cái người kia muốn nói là cái chú đó chứ ai, trong xe này thường chỉ có chú mua. Thì cái người trả lời một câu đơn giản là còn ai trồng khoai đất này. Thì cái bà cụ kia nói ôi mặc kệ, miễn có khoai ăn được rồi, ai trồng mặc kệ. Là một cái câu nói vui, nhưng mà ở cái trường hợp này á là nó có thể nó ứng dụng được. Có khoai ăn được rồi, lo chi gọi là ai trồng. Mà đôi khi chúng ta bị cái này, chúng ta bị cái này. Có một người kia gửi cho Pháp Hòa một lá thơ, và cũng ngồi phân bua rồi nói đủ thứ. Rồi cuối cùng Pháp Hòa nói như thế này, nói bây giờ con tụng kinh này, kinh 1, kinh 2, rồi ôi đem đủ thứ kinh ra nói hết, tụng vậy có được không? Rồi người ta nói tụng vậy không được, tụng vậy là âm theo, tụng vậy nóng tánh, tụng gì đó. Pháp Hòa nó tụng bao nhiêu kinh cũng không có sao hết, nhưng mà mới nghe có nhiều mà nó kinh khủng rồi, còn có tụng thêm cái kinh khủng nữa. Cho Pháp Hòa mới nói cái quan trọng là chúng ta nhận ra được lời kinh dạy cái gì. Tụng nhiều tụng ít không có quan trọng. Nhiều khi tụng một câu mà tụng cả đời, nếu trọn đời mà tụng đúng câu đó, mà hành đúng câu đó, nhiều khi mình một đường mình đi đó. Cho nên không phải tụng nhiều kinh là tốt, nhưng mà chúng ta biết ứng dụng lời kinh như thế nào. Và thưa đại chúng, điều thứ nhất mà Đức Phật nói, núi thì vẫn không di dời. Người đệ tử Phật cũng phải thế, không có di dời cái chí nguyện của mình. Pháp Hòa ví dụ một cái nhỏ, các vị đi xuất gia. Đi xuất gia là cái chí nguyện của mình là gì? Là mình học Phật, rồi mình đem những cái điều mình học mình chia sẻ. Nhưng mà ở ngoài đời rất nhiều những cái lôi cuốn. Nhưng mà bởi mình có cái chí nguyện của mình rồi thì những cái đó nó làm sao? Nó bình thường.
Nó đi ngang mắt mình một cách bình thường. Cũng giống như bây giờ á, quý vị không thích ăn sầu riêng, người ta có ngồi trước mặt mình ăn bao nhiêu trái sầu riêng, mình vẫn bình thường. Mình không thích hút thuốc, mình đã vững chãi với nó rồi, thì người ta có hút thuốc làm gì làm mình biết rồi. Nhưng mình cũng không thể cấm, mình cũng không thể rầy, nhưng mà mình không có lay động. Cuộc đời cũng như vậy. Quý vị thấy ở cái xứ này, email, internet, truyền hình, truyền thanh bây giờ rất là nhảy. Nếu như mà ai thâu một cái bài giảng tối nay mà không cần edit gì hết là khuya nay không chừng có lên YouTube nữa. Không, thành thử ra thế giới người ta ngồi chỗ mà người ta thấy được tất cả. Điều thứ nhất Đức Phật dạy chúng ta là kiên trì. Cuộc đời này do vô thường biến đổi, do ngoại duyên con người có thể thay đổi, nhưng đạo pháp không thay đổi. Chúng ta phải giữ cái đó, đừng có lay động, đừng có buồn phiền. Tôi hiểu, tôi học Phật, tôi thấy rõ đạo Phật là thế này. Đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo, đạo Phật là một cách sống. Nhưng mà sống ở đời thì có nhiều người nhiều cách sống lắm, cho nên các người tu cũng nhiều hạnh lắm. Trong kinh thường có câu làm sao: chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa phương. Chúng sanh có nhiều bệnh cho nên Phật pháp cũng có nhiều phương thuốc. Và tất cả đại chúng chúng ta, tất cả chúng ta nhìn mỗi người một hạnh. Ai cũng có cái hạnh đó đó, mà có những người có hạnh này, có những người có hạnh kia. Có những người cái hạnh rất điềm đạm, có những người cái hạnh họ không có điềm đạm, nhưng mà cũng là cái hạnh để mình nhìn cái không điềm đạm để mình tránh, mình không có học. Vì cái người mà không điềm đạm đó vẫn là bài học cho mình. Nếu tâm mình vững, hồi nãy Đức Phật nói núi không có chỗ bọng, núi dày đặc, thì người tu cũng chúng ta phải dày đặc giới định tuệ. Hay nói một cách khác là chúng ta phải có niệm định tuệ. Niệm là chánh niệm, rõ ràng thấy biết như thật, định tĩnh và thấy cái đó, để chúng ta nhận ra cái đó để làm bài học soi sáng cho mình. Không có gì sai hết. Bây giờ điều thứ hai Đức Phật nói về núi. Núi là một khối thuần nhất độc lập, không thể dời núi đi đâu, không thể dồn núi vào một chung một quần cư, không thể đóng núi lại. Tương tự như thế, người đệ tử Phật không thể thay đổi di dời chí nguyện và phẩm hạnh, không thể quần cư hỗn tạp chung với bất cứ ai, dù là giới xuất gia hay cư sĩ người đời. Tức là mỗi người chúng ta giống như bây giờ vậy đó, mình sống chung với người Mỹ, mình được ăn đồ Mỹ, mình biết ăn spaghetti, mình biết ăn pizza, mình biết ăn hamburger, mà mình không bao giờ thể, không, nhà mình không thể nào thiếu bao gạo với chai nước tương, chai nước mắm. Mình sống chung, nhưng mà chúng ta vẫn giữ được cái phẩm chất của người Việt. Cũng như thế, có nhiều khi chúng ta sống gần gũi, nhưng mà chúng ta không có thể di dời cái tâm nguyện của mình, cái phẩm hạnh của người tu. Cũng Pháp Hòa nói ví dụ như người tu á, đi ra đường là phải mặc chiếc áo dài, ở nhà thì mặc đồ vặt hò, vặt khách, áo la hán, bộ đồ ngắn, ra đường mặc áo dài. Đi học cũng thế, có thể may một bộ đồ dài cỡ đầu gối đi học cũng được, nhưng mà vẫn là đồ tu. Vì cái đó là cái phẩm, cái chất lượng của người tu. Chúng ta có nón len, chúng ta có những chiếc nón đơn giản chúng ta có thể đội để giữ đi cái phẩm chất của mình. Núi cũng như thế, không có dồn lại, không có ai chồng lên được, chồng núi lên được, không có ai dồn núi vào một góc được, mà núi đứng độc lập. Mỗi người chúng ta ai cũng có cái phẩm hạnh của một Phật tử. Mình không có để cho người ta làm cho cái tâm Phật tử mình bị lay động.
Có một hôm á, có một vị thầy đang ngồi, thấy chú đệ tử cầm cái bình bát đi ngang, thầy mới hỏi: con đi đâu đó? Đệ tử nói: con đi ăn cơm. Ông thầy mới nói: thấy con cầm cái tô, ai không biết con ăn cơm, nhưng mà thầy muốn hỏi con đi đâu đó? Nó: con đi ăn cơm. Ông thầy cười, ông thầy nói: con khá lắm, xác định lập trường của mình đi ăn cơm. Ví dụ như nhiều khi mình muốn đi lên lầu, cái má hỏi: con đi đâu đó? Cái sợ quá, dạ con đi xuống lầu. Cái nhiều khi mình muốn làm cái điều đó mà bị người ta nói một câu cái mình đổi liền, có không? Nhiều khi mình mới xách giỏ đi chùa, đi nhẹ nhẹ sợ ổng thấy, ổng nói: bà đi đâu đó? Nói: dạ tôi đi shopping. Tại ổng thích mình đi chùa, cho nên giờ ổng nói mình, nói mình, nói mình đi chùa ổng biết. Cho nên cái câu chuyện đó, con không hổ thẹn là người đệ tử, tức là con vẫn giữ lập trường con đi tới trai đường. Ông thầy mới hỏi là: ai không biết con đi trai đường, nhưng bổn phận của con là gì? Con đi đến trai đường. Cho nên cái người tu của chúng ta, người Phật tử của chúng ta, có một đường để chúng ta đi, không có giờ đâu, không có ai có thể mà chồng chất mình cái gì lên được hết. Có nhiều khi nhiều người ta hỏi: thầy sao bây giờ mình không làm giống nhà thờ đó thầy? Cho nên nếu mà mình làm giống nhà thờ thì mình là nhà thờ chứ đâu phải chùa. Chùa nó có cái đặc điểm của chùa. Thí dụ như chùa của Phật giáo Việt Nam á, là ngồi đất, trừ mình làm một số ghế, số băng ngồi cho các vị lớn tuổi. Tại sao chúng ta phải ngồi đất? Để biểu lộ ngồi đất là tượng trưng cho bình đẳng. Bình đẳng nhưng không có nghĩa là thiếu quan tâm. Bình đẳng mà không thể thiếu quan tâm. Trên mặt hình thức là con người thì ai cũng là con người, nhưng chúng ta phải biết quan tâm. Người bệnh thì chúng ta phải có cái chỗ đặc biệt cho người bệnh. Người ta đau chân phải có chỗ đau chân cho người ta ngồi. Đó mới là đạo Phật. Hồi sáng này á, làm lễ xong thì mấy em nó ngồi nó uống trà, nó ăn bánh với Pháp Hòa. Thì chú rể mới hỏi Pháp Hòa: ở trong Phật giáo có những cái trường hợp là mình gọi các thầy thượng tọa đại đức làm sao sao vậy? Thì Pháp Hòa nói: ở cái mặt bình đẳng thì tất cả các thầy đều là tỳ kheo hết, nhưng ở cái mặt tôn ti thì tỳ kheo nào trưởng thượng thì người nhỏ phải biết tôn kính. Thế nên trong giáo hội Phật giáo bắt đầu mới quy chế những danh từ như thượng tọa, hòa thượng, đại đức, để các người nhỏ biết mà cung kính thế thôi. Thì ngay trước mặt Pháp Hòa lúc đó có một cái bộ tách như thế này. Thì Pháp Hòa mới nói: ở mặt bình đẳng, cái này là dishes. Cái chữ dishes là gọi chung, chén, dĩa, tô, ly là tất cả là dishes. Nhưng nó là cái dĩa thì nó nằm vậy, nó là cái ly thì nó nằm vậy. Không thể nào khi chúng ta cất chén dĩa vô mà chúng ta cất kiểu này vô trong cái sống chén được. Khi nó là dĩa lớn thì nó phải nằm dưới, rồi cái dĩa nhỏ nó nằm trên, từ lớn lên nhỏ. Bình đẳng là như thế, nhưng không thể thiếu tôn ti. Chúng ta nói đạo Phật bình đẳng nhưng không thể thiếu quan tâm. Cũng giống như vợ chồng mình sống với nhau, chuyện con cái vợ phải lo, đúng. Nhưng mà nếu mình nói vậy là mình thiếu quan tâm. Lỡ hôm nào vợ bệnh, không lẽ mình không phụ vợ, nói bà bệnh chuyện của bà, bổn phận bà phải lo con. Nói như vậy thì tình đâu còn mà nghĩa cũng đâu còn.
Tình nghĩa là ở cái chỗ nào để nó gầy lên tình nghĩa? Là ở cái chỗ chúng ta biết quan tâm cho nhau. Mà sống được như vậy là sống theo đạo Phật. Đạo Phật không phải chỉ là một đức tin tôn giáo, mà là cách sống. Cho nên hồi sáng Pháp Hòa giảng cho mấy em, Pháp Hòa cũng nói hai đứa hôm nay làm lễ thành hôn không phải chỉ đến với nhau bằng tình trai gái nam nữ, mà còn là thực hiện ước nguyện của tổ tiên, của gia đình. Và khi Pháp Hòa chia sẻ với hai họ thì Pháp Hòa có nói rằng tất cả chúng ta, nếu chúng ta chỉ cần sống ứng dụng được đạo đức ở trong đời sống của mình thì không bao giờ chúng ta khổ, và rất hiếm khi chúng ta làm người khác khổ. Tại vì chúng ta lúc nào cũng sống có đạo. Đạo là gì? Là bổn phận. Đạo là bổn phận, là con đường. Chứ đạo không phải là tôn giáo như chúng ta hiểu xưa nay. Mỗi người chúng ta phải ý thức bổn phận của mình. Có khi bổn phận là vợ, có khi bổn phận là chồng, có khi người cha là bổn phận của cha, nhưng cũng có thể là bổn phận của mẹ. Cha vẫn có thể đút cơm cho con ăn, vẫn có thể tắm cho con, vẫn có thể giặt quần áo và xếp quần áo cho con. Thử hỏi nếu chúng ta sống có cái bổn phận đó thì làm gì chúng ta thiếu cái đức lành đối với con cái? Mà sống được như vậy thì có ai dời đổi núi được của mình đâu. Có ai dời núi được của mình? Tại mình sống có vững chắc như thế. Buổi lễ hồi sáng không có rườm rà, rất đơn giản, chỉ tụng một bài kinh ngắn để cầu nguyện cho hai em, nhưng mà phần lớn là giảng. Giảng cho các em biết. Tại vì cô dâu người Mỹ, chú vệ, chú rể cũng Mỹ mà Mỹ Tho. Nó là chú rể cũng là rất Mỹ. Tại vì lớn lên ở, sanh ở đây, lớn ở đây thì đâu có biết gì về Việt Nam nhiều. Cho nên Pháp Hòa đem những cái danh từ của Việt Nam ra Pháp Hòa giảng. Người Việt Nam gọi vợ hay chồng là nhà tôi. Giới thiệu với người khác, tôi xin giới thiệu với anh, đây là nhà tôi. Tại sao phải giới thiệu là nhà tôi? Vì cái chỗ này, người này chính là người tôi nương tựa. Đi đâu cũng không bằng về nhà. Chứ người nào cũng không bằng vợ hay là chồng của mình. Khi mà buổi lễ xong rồi thì mẹ cô dâu đứng lên phát biểu. Thật là một cái buổi lễ đám cưới đầy đủ ý nghĩa. Pháp Hòa nói như vậy không có nghĩa là Pháp Hòa khoe và giỏi, nhưng Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng là đạo lý của nhà Phật dạy chúng ta đủ hết, không có thiếu. Những gì Pháp Hòa nói là Pháp Hòa học của Phật, nhưng mà mình biết ứng dụng, mình biết uyển chuyển cho nó phù hợp với ngôn ngữ của bây giờ. Cho nên á, cái người mà có vững được như vậy thì phiền não không có sanh. Đó là cái điều kiện thứ ba. Cái điều thứ ba của núi là trên đỉnh núi không cây gì mọc được. Cũng vậy, vị sa môn, vị Phật tử giữ tâm mình như đỉnh núi, không để cho bất kỳ hạt giống phiền não nào nảy mầm. Ở trên cái đỉnh núi không có cây mọc, ngay cái chốc đỉnh của nó. Cũng vậy, ngay cái tâm của mình không để cho hạt giống phiền não nó có cơ hội nó sanh. Mà nếu nó lỡ vừa rơi xuống thì với chánh niệm chúng ta nhận ra đây là hạt giống của phiền não, chúng ta đem cất nó, dẹp nó, không để nó mọc. Có một vị sư cô đến hỏi một vị hòa thượng: Bạch hòa thượng, xin hòa thượng dạy cho con ý nghĩa niết bàn.
ý nghĩa niết bàn. Hòa thượng nói sư cô đừng có sanh con nữa. Trời ơi, cổ đỏ mặt hết trơn. Cổ nói hòa thượng nói vậy nghĩa là hòa thượng nói con phạm giới thì sao mà sanh con. Hòa thượng mới nói cô chưa hiểu ý tôi. Ngay đó cổ hiểu liền, sanh con là gì? Là phiền não. Khi mình còn sanh phiền não, bây giờ Pháp Hòa nói bây giờ một cách ví dụ rõ ràng, mình không có con, mình đi đâu nó thảnh thơi hơn hay là mình có con? Đơn giản vậy thôi. Mình không có con đi đâu nó khỏe ru bà ru à. Nhưng mình có con rồi là bắt đầu đi đâu đó là gì nữa? Sửa tả, rồi xe đẩy, rồi đủ thứ hết. Mà đặc biệt là ở cái xứ tuyết này là phải thêm phụ tùng của tuyết để mà đi tuyết. Vậy thì rõ ràng có con là có vướng víu. Thì ở đây cũng thế, nếu tâm mình không sanh khởi bất cứ một đứa con phiền não nữa nào nữa thì là có niết bàn. Niết bàn đâu phải là cái chỗ để mình chết mà tới. Niết bàn là trạng thái của tâm. Khi tâm mình không có phiền não là niết bàn, không buồn không giận là niết bàn. Cho nên người ta giảng ngay chữ niết bàn, niết là không, bàn là tham, không tham là niết bàn. Niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Niết là không, bàn là si. Cho nên khi chúng ta trống không những cái phụ tùng đó thì chúng ta có niết bàn. Cho nên người Trung Hoa dịch chữ niết bàn hai nghĩa: độ sanh tử, diệt phiền não, hay là diệt phiền não, độ sanh tử. Cho nên người Trung Hoa dịch chữ niết bàn là gì? Là diệt độ. Quý vị đọc trong kinh nói hôm nay Đức Thế Tôn diệt độ rồi, Đức Thế Tôn diệt độ rồi. Chúng Đức Thế Tôn diệt cái gì? Diệt phiền não, độ sanh tử thì gọi là diệt độ. Độ những cái sanh phiền não nào nó khởi lên, độ diệt nó hết. Mình bây giờ mình không có, mình tu thì mình nói nguyện cho con nghiệp chướng tiêu trừ, phiền não tiêu trừ. Ô cha, mình khấn ngày nào mình cũng khấn đủ thứ hết á. Nhưng mà mình chỉ cần mình ngồi tụng kinh thôi, mà cái cô đó cô ngồi kế bên mà cô tụng không dễ thương, tụng cái giọng thấy ghê mà tụng lớn. Tụng kinh để không phiền não, nhưng mà tại cái giọng tụng của cô đó cái mình phiền não. Cho nên mình đi chùa để không phiền não, để học cách hết phiền não, tụng kinh để hết phiền não, ăn chay cho tâm nó tịnh. Mà rốt cuộc chỉ vì chuyện ăn chay mà phiền não dữ lắm. Kho nồi đồ chay xong rồi để tờ giấy cấm đụng, mà để tiếng Việt. Mấy đứa con nó đi về nó đâu có hiểu tiếng Việt đâu, thấy má để vậy nó dở ra nó múc nó ăn. Về mình thấy rồi bắt đầu mình hét lên. Ăn chay là tâm cho tâm nó tịnh. Mà nếu như mà tịnh đúng đó nha, lỡ con nó ăn phải mừng. Trời ơi, con ăn đồ chay của má con, má mừng ghê vậy đó. Tại vì hồi nào giờ con ăn đâu có chịu ăn, mà bữa nay con múc đồ chay này con ăn mừng chứ tại sao giận. Quý vị thấy không? Cho nên rốt cuộc cái mục đích ăn chay của mình nó trật lất. Mình mà mong mỏi nha, trời ơi tôi ước gì con tôi nó ăn chay, mà bữa nào mà con mà nó lỡ lấy cái muỗng nó chọt vô đó là la làng lên liền. Rồi bây giờ lỡ mình múc, ví dụ bây giờ mình nấu cái nồi để mình cúng, mà lỡ con nó không biết nó ăn trước, mày ăn gì mà tội chết nha mày. Trời ơi, Phật chưa nói, ông bà cũng chưa nói, mà mình có nguyên cuốn sách cái gì cũng tội hết. Cho nên mình tu là để hết phiền não, mà rốt cuộc phiền não dữ lắm. Chữ phiền là sao? Phiền là buồn, não là rầu, buồn rầu kêu phiền não. Đấy. Mình để một cái ghế trống cho bà bạn nha. Mà sợ người ta ngồi bưng nguyên cái giỏ để lên rồi, ai không biết dời cái gỏi quanh kia. Trời ơi, ngồi mà bực lắm.
ngồi nghe pháp để không có phiền não, nhưng mà tại không được ngồi gần cái người mình muốn ra là phiền não dữ lắm. Cho nên thưa đại chúng, không cần ai chọc mình giận. Chỉ khi nào tâm mình nó bất an với những gì nó đang xảy ra xung quanh đều là phiền não, không cần ai chọc giận. Chẳng hạn như là hồi nãy cái bình hoa để đây, thì quý vị dưới này nói: trời ơi, tôi cố tình tôi ngồi đây cho tôi nhìn ổng. À, rồi cái thì bắt đầu mới khiều khiều cái chú kia, chú dời thì chú không dời luôn, chú dời qua đây. À, thành thử bên này bớt phiền não, bên này tăng phiền não. À, thưa đại chúng, cái chữ phiền não nó đơn giản vậy. Trong kinh Bách Dụ, Đức Phật có kể một câu chuyện. Đức Phật nói có một cái anh chàng đó, anh cầm một nắm đậu. Lỡ anh đi cái thì một hai hạt đậu nó rơi khỏi bàn tay của anh. Nhưng cái anh này lại vì tiếc mấy hạt đậu đó, cầm nguyên nắm đậu thả xuống đất đi lại lượm mấy hạt đậu kia. Mình có giống vậy không? Có đôi khi cái chính ở trong tay này mà không quý, lại đi tiếc mấy cái rơi rụng, rồi để nở lòng nào thả nguyên nắm đậu xuống đi đi lượm mấy cái hạt đậu kia. Mình đi chùa đó, không khéo là đi lượm mấy cái lặt vặt đó về bỏ một giỏ, mua cái giỏ 3,000 đựng mấy cái cây đó đấy. Mở ra là cây son 5 đồng, cây kiến 2 đồng, cây lược 1 đồng, cục xương găm 3 đồng. Ôi cha, mở ra toàn là đô la không, one đô la, gom lại kêu đô la tree. Nhưng mà cái giỏ ngoài là thousand tree. Mình nói là đi chùa để tu, thì những cái lặt vặt đó là những hạt đậu nó rớt. Những cái lặt vặt là hạt đậu rớt, đừng có lượm cái đó. Mình phải có một cái ngọn núi vững chãi là mình đi chùa để làm gì. Lúc nào mình cũng đi chùa để tu, thậm chí đăng ký đi dự khóa tu. Dự khóa tu 10 ngày, 2 tuần, 1 tháng. Ghê gớm lắm. Nhưng mà ngồi lại với nhau đó, nãy bà ăn được không? Tôi ăn không được. Trời, cái món gì mà nó dở khủng khiếp. Như vậy là ngồi lại không có bàn cái tu. Phải chi vậy nãy đó, hồi nãy thầy giảng vậy bà nghe bà hiểu không? Có cái chỗ đó thầy nói tôi không hiểu đâu, bà hiểu bà nói tôi nghe. Ít có khi nào mà thấy ai mà đọc kinh mà lại cầm quyển kinh đó, hỏi rồi kinh này nói sao, giảng nghĩa không có. Chị hồi nãy cái món nó nấu làm sao chỉ em ghi. Không có sai, không có tội, tốt. Nhưng nếu chúng ta biết nhìn lại, chúng ta quán lại, thì chúng ta thường ngày chúng ta đã để tâm hồn của chúng ta vào cái gì nhiều hơn. Chứ không phải là nói vậy em có nghĩa là đó là lỗi, cái đó là tội hay là không phải. Chỉ để nhắc chúng ta. Giống như chúng ta có quyền xài một cái phone, nhưng cái phone đó còn tốt cứ xài đi. Đến khi nào nó hư mình xài khác. Còn nếu mình chạy theo nó mình chạy không nổi đâu. Rất nhiều quần áo mà mình không bao giờ mặc, nhưng mà tại vì nó sale không mua tội. Đó là cái thứ ba mà của núi. Bây giờ Đức Phật nói cái thứ tư. Quý vị mệt chưa? Mà mệt cũng ráng chịu chứ biết làm cái gì. Đỉnh núi là chỗ cao nhất của ngọn núi, bởi vậy hành giả cũng phải nên tu tập tiến hóa đến đỉnh cao của trí tuệ. Đúng như Đức Đạo Sư đã thuyết, bậc trí thức ở đời phải biết khắc phục sự dễ vui, giải đãi, buông xả, khi ấy mới có thể lên được đỉnh cao của trí tuệ. Đức Phật dạy á, cái đỉnh núi là cái cao nhất, thì người đệ tử Phật phải siêng năng, phải cần mẫn,
để làm sao phát triển trí tuệ của mình đến cái đỉnh cao nhất. Bây giờ muốn phát triển trí tuệ đến đỉnh cao phải làm gì? Phải học, phải nghe pháp, phải học Phật. Mình không học thì làm sao mình hiểu đạo lý mình tu? Cho nên nếu mà ai mà đến nói với mình á, mấy người tuần nào cũng đi chùa, tụng kinh cho dữ, tụng như con vẹt mà không hiểu gì hết, tụng chi? Mình nghe có lý á, nhưng mà mình bỏ không tụng á, là muôn đời sẽ không biết. Tôi không biết tôi mới tụng, tôi không biết tôi mới tụng, tụng bữa nay tôi chưa hiểu, rồi có một ngày tôi sẽ hiểu. Pháp Hòa nhớ hồi xưa ở Việt Nam, hồi đó mình mới qua đây mình hát hoài cái bài biết bao giờ trở về Việt Nam. Bây giờ đa số không còn bài đó nữa, tại về hết rồi. Thì đây cũng vậy, mình cứ đọc, đọc không hiểu rồi một ngày sẽ hiểu. Cũng giống như Pháp Hòa hay giỡn á, Pháp Hòa nói có nhiều vị mới nói thầy ơi, cái này con không biết làm. Pháp Hòa mới chồng nói thì bởi không biết làm mới kêu làm đó, làm cho biết. Ở đây cũng thế, quý vị không hiểu nhưng mà mình cứ tụng cứ đọc. Hồi nhỏ mình dạy cho mấy đứa cháu của mình nó học công cha như núi Thái Sơn, nó đâu có biết núi Thái Sơn là cái gì, nó đâu có biết công cha là cái gì, nhưng mà mình biết cái này là lời lành, lời thiện, cứ dạy cho nó học. Bây giờ nó nhỏ nó chưa hiểu, nhưng mà mình đã gieo rắc trong đầu nó những cái lời lành thiện. Cũng giống như bây giờ mình dạy con mình học kinh vậy đó, trời ơi nó tụng nghe ào ào đó đó mà nó hiểu gì đâu, thì mình cũng hay. Cũng giống như có người sẽ nói thôi tôi không quy y đâu, quy y rồi nguyện giữ không được còn tội hơn nữa. Chính không dám quy y cho nên tội mới chồng chất. Mình nhờ có quy y thì mình biết mình đã nguyện cái đó rồi mới ráng giữ. Cho nên mình chưa quy y thì chưa là Phật tử, còn quy y rồi đã xác định mình là Phật tử thì lúc nào cũng nhắc mình là Phật tử. Đỡ không? Đỡ lắm. Hồi xưa mà ai chọc giận mình á là hai tay mình chống lên, giờ muốn gì? Nhưng mà giờ mình nhớ trực lại thôi bỏ xuống. Đó, nhờ có cái tướng Phật tử, cái tên Phật tử vậy nó đỡ lắm. Nó chặt, nó đốn, nó gọt, nó bào, nó soi, nó đục riết để thành ra một tượng Phật. Còn nếu chưa thì là khúc gỗ. Một khúc gỗ mà nếu không đục, không đẽo, không moi, không móc thì làm sao ra tượng Phật? Thì muốn đời là khúc gỗ. Cho nên đừng có sợ quy y. Bây giờ trong năm giới á, không sát sanh quý vị giữ được không? Không sát sanh nghĩa là không giết người hại vật, không trộm cắp làm được không? Thí dụ bây giờ trong năm giới mà bây giờ tôi giữ được có hai giới, còn ba giới kia tôi chưa giữ được. Tà dâm nói dối uống rượu tôi chưa giữ được. Nhưng mà giữ hai giới còn đỡ hơn là phá luôn cả năm giới. Mà cái giới nào mà đã không bị vấn đề thì giới đó khỏi giữ. Tôi không có problem thì mắc gì giữ. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh nè, người nào giữ được một giới, hai giới gọi là thiểu phần ưu bà tắc, tức là người cư sĩ tại gia phần nhỏ. Giữ được ba giới là bán phần, tức là phần nữa. Giữ được bốn giới là đa phần. Giữ được năm giới là toàn phần. Phật hay vậy đó. Phật cách nào Phật cũng chỉ cho mình tu được hết. Cũng giống như bây giờ ở đây mình bắt mấy đứa nhỏ nó phanh tay, chào ông đi con. Tới hồi nó lớn lên nó không phanh tay, nó nói hello. Thì lúc đó đừng có bắt nó phanh tay nữa. Bây giờ đã đến thời đại nó như vậy rồi. Mình đơn giản vậy. Nhưng mà miễn làm sao nó vẫn bày tỏ được cái cách chào hỏi của nó. Nhưng mà ở Mỹ thì cái kiểu chào nó vậy. Có nhiều khi nó gặp thầy nó bắt tay, nó mày bắt tay thầy tội mày. Trời ơi mô Phật. Nếu mà nó chấp tay vậy mà nó không thích, mà nó lại nó bắt tay nó thích, thì cái bắt tay cũng được, không sao.
Nó còn biết bắt tay là mừng rồi, nhưng mà cái đó là cái cách chào của Mỹ. Phá Hòa nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phủ bỏ, nhưng mà có đôi lúc chúng ta tập sống nhẹ nhàng. Vì chúng ta có cái trí thì chúng ta nhận định có những lúc nên du di trường hợp này để mọi việc nó được tốt. Nó không quan trọng. Cho nên người có trí tuệ sống thoải mái hơn, sống an lạc hơn. Cho nên quý vị nào mà niệm Phật á, mà tâm bị loạn, đừng có lo. Nói trời chắc tôi không có căn tu, sao tôi niệm Phật tôi hay nghĩ bậy quá. Tại vì mình nghĩ bậy cho nên bây giờ phải niệm Phật. Để cái câu niệm Phật nó vô trong tư tưởng mình lâu ngày rồi từ từ nó mới hết. Chứ còn bây giờ nghĩ bậy thì 50 năm mà niệm Phật mới có 5 ngày, nghĩ được nghĩ bậy sao nữa. Mấy chục năm rồi, mấy chục năm tạp niệm rồi, bây giờ mà đem câu niệm Phật vô mới có 5 ngày sao nó thuần thục được. Bây giờ qua đây là 40 năm rồi mà tiếng Mỹ mình sao? Nói như gió mà tiếng có tiếng không. Cho nên mình ở xứ này rồi, mình nói tiếng Mỹ nhưng mà có những cái mình cũng đâu có nói chuẩn. Mặc dù mình nói mỗi ngày. Cho nên hàng ngày tâm mình còn loạn thì vẫn phải tu, vẫn phải niệm Phật. Không thể bỏ. Nếu mà mình nghe người ta nói có lý mà mình bỏ, tức là cái trí mình nó chưa tuân cái lý của người ta. Cái trí mình phải hơn lý người ta để mình nhận ra cái điều mình nói mình đang làm. Có nhiều người sẽ nói ở nhà thờ Phật cũng được chứ bắt chi đi chùa. Nghe có lý. Nhưng mà rốt cuộc rồi cái trí của mình không có đủ, cho nên cái lý người ta nói hơn. Đi chùa là mới có cơ hội cho mình tu lớn, tu cao. Tại vì chùa là cái bệnh viện, cái nhà thương. Nhiều người vô đó bệnh nhân không, cho nên vô trong đó rồi nhiều người sẽ cho mình một bài học luôn. Cho nên các vị đại Bồ Tát là người ta đi vào trong đời để người ta độ đời. Cho hồi xưa có một người hỏi một vị thiền sư: kính thưa thiền sư, chẳng hay thiền sư là tiểu ẩn hay đại ẩn? Ông thầy ông ngồi ngay chợ, ông nói tôi đang đại ẩn. Ủa đại ẩn phải trên núi chứ? Không, tiểu ẩn phải trên núi, tại có ai chọc đâu. Không ai chọc hết cho nên tôi ở núi tôi dễ tu. Nhưng mà tôi ra chợ tôi ngồi đây, tôi tu được là đại chứ, đại. Chữ ẩn này không phải là núp, chữ ẩn này không phải là lắng, mà chữ ẩn này là chúng ta biết ẩn cái phiền, diệt cái giận của chúng ta do cái trí. Cái điều thứ năm của núi, một ngọn núi cao thì không bao giờ tự làm mình trở thành bình địa. Cũng vậy, người đệ tử Phật sống hạnh khước từ, xuất ly thế gian, không bao giờ để cho tâm mình đồng hóa. Cái người tu xuất gia thì ra người xuất gia, không để cho người cái cách xuất gia của mình nó đồng hóa như thế. Ví dụ như bây giờ quý vị nói thầy ơi, lát giảng xong rảnh không, tới nhà con mình uống vài lon chân. Cái mình nói lâu lâu gặp mấy đạo hữu thôi kệ, bữa nay mình xuống núi bữa nha. Phải là mình đồng hóa. Cho nên cái người tu, mình là Phật tử, cho nên hôm nào mình ăn chay, nếu mình không nhất thiết phải ngã mạng thì vẫn ăn chay được. Thí dụ bạn bè mời mình ăn, mình vẫn đi ăn, nhưng mà không có gì đặc biệt. Mấy vị ăn đồ ăn của quý vị, thức ăn của quý vị, tôi vẫn có thức ăn của tôi, miễn sao vui vẻ là cái quan trọng này. Chứ không thể nói thôi mình ăn chung với người ta đi để mình đồng hóa. Thôi mình nói mình lập dị. Lập dị là khi nào á, mình nói ê, mấy vị ăn mặn ngồi xa xa nha, đừng để nước mắm văng qua đây nha. Trời ơi, bình thường uống nguyên chén nữa. Hồi bữa nào ăn chay sợ ăn giọt.
Cho nên núi không tự làm mình thành bình địa, người tu ta không tự làm cho mình bị đồng hóa với các cái chất liệu của nó. Cho nên tại sao mình gọi là Phật tử thuần thành? Quý vị có nghe chữ Phật tử thuần thành không? Chữ thuần là gì? Thuần là không có tạp. Thí dụ như thế là cái này là vàng thuần chất nha, là không có tạp cát bụi gì đó, là Phật tử của mình. Nếu mà là thuần thành là thuần một chất Phật tử, không có chất tạp. Cho nên mình làm phải sao? Cái tâm mình nó phải thuần thục. Chữ thục là gì? Chữ thục là chính. Chữ phục là chính. Chữ thuần là một chất, làm cho cái tâm, cái chất lượng Phật tử của mình không có tạp cái chất khác. Cho nên thưa đại chúng, tại sao gọi là tinh tấn? Tinh tấn là gì? Tinh là tinh tường, tinh là tinh tường, tấn là siêng năng. Mình đã tinh tường cái con đường mình đi rồi thì phải siêng năng trên con đường này. Còn mình chưa tinh tường thì mình sẽ bị giải đãi. Giải đãi là gì? Làm biến. Còn mình mà tinh tường nè, ngồi niệm Phật, miệng niệm tiếng Phật, danh Phật là khẩu thanh tịnh. Ngồi yên để niệm Phật là thân thanh tịnh. Ý quán tưởng hình ảnh của Phật là ý thanh tịnh. Như vậy mặc dù tâm tôi thỉnh thoảng còn chạy, nhưng mà ít ra thân và khẩu của tôi đang tập tịnh. Tinh như thế mà, tinh tường như vậy rồi là siêng năng niệm Phật điều hành. Còn nếu người khác người ta tới người ta nói với mình đó, niệm Phật mấy chục năm chặn vẫn chặn, giữ vẫn giữ, hay là mình nói là niệm cho nhiều rồi đi chùa cho nhiều cũng chỉ giữ được cái gì, bỏ cuộc liền. Cho nên hôm nay Pháp Hòa trích một bài kinh Đức Phật dạy về năm cái tính chất của một ngọn núi, thì Đức Phật dạy đệ tử Phật cũng phải có năm cái tính chất của Phật: kiên trì vững chãi, giữ đúng cái phẩm chất của mình, không để cho phiền não nó sanh, bồi dưỡng trí tuệ. Được bốn cái đó thì tự nhiên sanh thuần một, không có bị phạt. Phong Hòa có làm một cái bài kệ để tự nhắc mình, và nếu đủ duyên thì cũng kết duyên với người khác. Trước khi chúng ta chấm dứt, Phong Hòa chia sẻ với đại chúng mấy cái bài kệ Phong Hòa làm. Có một bài kệ Phong Hòa làm: ai nói mình hay dở, ta khoan vội trách hờn, khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Bài kệ để mình giúp cho mình chuyển hóa cái buồn phiền. Ai nói mình hay dở, ta khoan vội trách hờn, khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Một hôm do đọc cái bài kinh núi này mà Pháp Hòa làm một bài kệ núi: không ai dời được núi, không ai suối được mình. Nếu tâm ta định tĩnh, làm gì có vô minh. Không ai dời được núi, không ai suối được mình. Nếu tâm ta định tĩnh, làm gì có vô minh. Quý vị nhìn cái đỉnh núi, rồi quý vị sẽ thấy một áng mây đi ngang. Mà khi áng mây đi ngang đụng núi thì tự động áng mây sẽ tẻ ra, tiếp tục thâm nhập. Quý vị có bao giờ nhìn núi mà thấy như vậy? Mình cũng như thế. Phải tập cái tâm mình, nếu vững thì vững như núi, mà nếu thâm nhập thì thâm nhập như mây, không có vướng mắc. Chuyện qua rồi đừng nhớ, chuyện chưa tới đừng trông.
hãy để sống hiện tại. Cái quá khứ nó qua, nhắc nữa thêm rồi, tương lai nó chưa tới, nghĩ tới thì lo sợ. Mà cái quá khứ, cái tương lai nó sẽ làm dày vò, già cỗi đi cái đời sống hiện tại của mình. Quý vị nhìn, người nào mà lo rầu quá khứ, tóc bạc mau già. Người nào cứ lo rầu cho tương lai, tóc bạc mau già. Mà người nào an vui sống hiện tại thì sao? Không phải là không già mà lâu già. Tôi chúc đại chúng Pháp Hòa thường buổi tối ở trong phòng thường hay để dành thì giờ đọc kinh. Thấy bài kinh nào hay thì ghi chép lại để chia sẻ với quý vị. Thì Pháp Hòa cũng thưa với đại chúng là Pháp Hòa cũng đang học sống. Mình không để cho một ngày của mình lãng phí. Thời gian mình có được, ban ngày mình làm việc cho chùa, ban đêm mình đọc kinh, mình nghiên cứu hay mình giúp đỡ những người khác qua những cái email. Và thưa đại chúng, cho dù mình có giỏi cỡ nào, có cố gắng cách mấy, nhưng một mình thì làm sao giải quyết hết cái nỗi khổ của chúng sanh. Cho nên ai đó mà gửi thơ tới mà chưa được Pháp Hòa trả lời, hoặc là thậm chí những lá mail đó nó chìm sâu ở trong cái đáy của cái hộp thơ của Pháp Hòa, thì quý vị cũng quan hệ. Khi Pháp Hòa miss quý vị, tức là bỏ qua những lá thơ của quý vị, thì không có nghĩa là mà chơi, mà chắc Pháp Hòa đang trả lời giúp cho ai đó. Thì thôi mình mở lòng, mình không được giải quyết, nhưng mà biết rằng Thầy đang giải quyết cho người khác. Cũng giống như ngày hôm qua buổi tối, sáng mà bay ra đây, thì tối thứ năm Pháp Hòa ngồi với các chú tiểu ở trong chùa, thì Pháp Hòa có nói bây giờ các con tụ trường rồi, mỗi đứa tăng một lớp, nghĩa là bài vở nó sẽ khó hơn, thì các con phải nhớ là để dành nhiều thời giờ cho sự học bài, đừng có phung phí thời gian của mình. Chơi nhiều quá thì chúng ta sẽ không làm bài được. Mấy anh lớn phải quan tâm tới các em nhỏ chỉ bài, các em nhỏ biết nghe lời. Và khi các con biết rằng Thầy không có mặt ở nhà với các con, thì không có nghĩa là Thầy đang đi chơi, mà Thầy cũng đang làm việc, Thầy cũng đang học hỏi giống như các con. Nhưng mà cái học của Thầy là cái học khác. Cũng giống như ngày xưa ông bà mình hay ru mình ngủ, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Và trường đời của chúng ta là những cái gì mà chúng ta đang trải nghiệm. Cho nên thưa đại chúng, chúng ta học vững chãi như núi, thảnh thơi như mây. Mà qua cái bài kinh này, Pháp Hòa mang ra để chia sẻ với đại chúng. Nếu có gì sơ sót, mong đại chúng quan hệ bỏ qua cho mình. Pháp Hòa đọc một bài thơ của Pháp Hòa làm bốn câu. Mây bay ngang qua núi, mây sẽ tẻ làm hang, cuộc đời dẫu trong gai, rồi ngày mai sẽ đẹp. Bây giờ chúng ta có câu hỏi không? Nếu mình có câu hỏi thì mình gom lên, không có thì mình đồng ý. Nếu có câu hỏi thì mình trả lời câu hỏi, còn nếu ai có thì xin giơ câu hỏi của mình lên, có viết trên giấy đó thì ban tổ chức đi gom lên, còn không có thì chúng ta hồi hướng. Nhờ mấy anh xuống gom câu hỏi. Và xin thưa là xin đại chúng hỏi những gì có liên quan đến Phật Pháp thôi, sự tu học Phật Pháp của mình. Bây giờ trong khi gom cái câu hỏi kia thì có qua trả lời câu hỏi này. Kính thưa Thầy, mẹ chúng con mới qua đời cách đây 6 tuần. Xin Thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con hiểu tại sao trong vòng 7 tuần, tức 49 ngày,
chúng con nên tụng kinh niệm Phật và làm chuyện thiện lành như cúng dường bố thí và hồi hướng công đức cho hương linh. Cái câu này cũng phổ thông cho tất cả chúng ta, và Pháp Hòa cũng trả lời câu này nhiều ở những cái buổi khác, nhưng mà ở đây em xin nói thêm một chút, nói lại một chút. Thưa đại chúng, là thường thường ấy, bất cứ cái gì nó hình thành, nó cũng đều hình thành bằng con số 7. Con số 7 này là cái con số phổ thông, không phải của đạo Phật, mà một con số hình thành tất cả mọi hiện tượng sự vật ở thế gian này. Chẳng hạn như nhạc có 7 nốt, nhạc có 7 nốt, tất cả hình thành do 7 đại: đất, nước, gió, lửa, kiến hoặc là kiến thức không. Tại sao ở đây mình có 49 ngày? Trong 49 ngày mình phải tụng kinh niệm Phật. Bởi vì khi chúng ta còn sống ở đây, cái thân chúng ta đang thọ đây, cái thân này gọi là thân tiền thân. Cái thân này gọi là thân tiền thân. Khi chúng ta chết đi, cái thân này chúng ta không có thọ nữa, chúng ta thọ một cái thân khác. Cái thân này gọi là thân trung ấm. Và cái thân trung ấm này sẽ được tái sinh trong 7 ngày. Cái thần thức của chúng ta sẽ đi theo cái nghiệp lực trong 7 ngày, trong 7 tuần. Cho nên mỗi cái thời gian trong 49 ngày này, chúng ta tụng kinh niệm Phật làm lành để hồi hướng cái công đức cho người mất, để nhờ cái công đức đó người mất đó có đủ phước để đi tái sinh. Người đời chúng ta sống là chúng ta cần tiền, chúng ta cần tiền để sống. Nhưng mà khi chúng ta bỏ cái thế giới này rồi, chúng ta ở trong cái thế giới của trung ấm, thì cái thế giới trung ấm này không cần tiền, mà thế giới trung ấm này cần phước. Pháp Hòa ví dụ như là ngày xưa có một mức độ, có một thời gian để chúng ta không biết xài tiền, chúng ta lấy vật đổi vật. Thí dụ như bây giờ cái người đó nó bán cái ly, mình muốn cái ly, mình mang bao gạo đó, mình đưa, mình nói tôi muốn cái ly này, đưa bao gạo, lấy vật đổi vật. Thì cái cõi đó người ta không xài vật chất tiền của, mà người ta xài phước báo. Cho nên mình tạo phước để mình hồi hướng cho người đó, để cầu cho người đó đủ cái phước để người đó được tái sinh ở cõi lành. Và cái thân trung ngắm này nó chỉ có thể duy trì tới 7 tuần lễ thôi, chứ không có hơn. Có một câu hỏi như thế này: người bà con của con là thầy, tuy lớn hơn con 3 tuổi nhưng vẫn kêu con là cô, vì thầy là cháu của con. Tất cả những Phật tử xưng con với thầy, nhưng con không biết xưng hô làm sao. Kính xin thầy hướng dẫn. Thì cô cứ xưng cô, tại vì cô là cô. Nếu mà cô mà cô gọi thầy, cô cũng xưng Phật chú nhập luôn. Pháp Hòa hiểu cái câu hỏi là bởi vì mình quan niệm á, người xuất gia cho dù là mình là cô, là chú, là dượng, nhưng khi chúng ta gặp vị đó thì chúng ta phải gọi cho đúng cái phẩm hạnh, phẩm vị của vị đó trong thời gian đó. Vì bây giờ vị đó là một thầy. Pháp Hòa ví dụ cái chú đó hồi đó quen với mình á, mình gặp á, mình kêu là Mr. Lâm, Mr. Nguyễn gì đó. Nhưng bây giờ cái chú đó lên làm tổng thống, thì mình gặp ổng mình đâu có kêu anh Lâm, anh Năm gì được nữa đâu. Mình phải gọi đúng xưng hô là Honorable, chào ngài. Thí dụ vậy. Thì ở đây người đời mà chúng ta còn thế thì người tu cũng vậy thôi. Mà tại sao chúng ta phải gọi như vậy? Gọi như vậy không có nghĩa là chúng ta, không có nghĩa là chúng ta làm tổn giảm phước báo của vị kia, mà có nghĩa gì? Thứ nhất là để xác định cái vị trí của thầy đó, không có quên cái vị trí của mình là một vị thầy tu. Nếu mình cứ xưng hô lung tung thì vị này sẽ xem thường. Quý vị hiểu ý vậy, cho nên gọi đúng như vậy để cái vị đó đừng quên bổn phận.
phận mình là một người tu, và một vị tu hành thì phải ứng xử, hành xử cho nó đúng tư cách của một người tu hành. Cái thứ hai, đối với bản thân mình thì chúng ta cũng học được cái hạnh khiêm cung, là chúng ta biết xưng hô, gọi đúng cái vị trí của một người. Cho nên ở cái phần này á, nếu chúng ta là vị thầy gọi là cô á, có nhiều khi không có phải là vì mình là cô của thầy, nhưng mà cái tiếng cô là quý thầy thường gọi chung cho tất cả các vị nữ Phật tử đi chùa. Có phải không? Bình thường có mà gặp quý vị phần lớn á, vị nào lớn tuổi chút là có bằng cô, bác hay là bằng chị. Thì ở đây á, mình cứ nhận thầy gọi mình bằng cô là một cô Phật tử ở chùa. Mình đừng có bận lòng là thầy kêu gọi vậy, nghĩa là thầy mình là cô luôn của thầy. Còn khi mình nói chuyện với thầy thì mình gọi thầy, mình xưng con. Đó là mình giúp cho thầy giữ vững đúng cái phẩm hạnh, vị trí của thầy. Chứ mình gọi lung tung thì thầy sẽ nghĩ rằng ô, mình đâu có sao đâu, mình là cái này cái kia, thì thầy không có đi đúng cái con đường mà thầy đã đi. Kính bạch thầy, con có vài câu hỏi mong thầy Quan Hỷ giải đáp cho con và cùng đại chúng hiểu. Tại sao kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh có bốn lời tựa khác nhau? Một, tâm kinh trí tuệ cứu cánh rộng lớn. Hai là Bát Nhã tâm kinh. Ba là Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh. Bốn là kinh tinh yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thưa đại chúng, nếu như mà Bát Nhã tâm kinh đó, nguyên văn tiếng Hán là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh, đó là nguyên văn tiếng Hán. Và cái đề tựa đó được kết hợp bằng tiếng Phạn và tiếng Hán. Chữ Ma Ha là tiếng Phạn, bởi vì chữ Ma Ha nghĩa là lớn, Bát Nhã là tiếng Phạn nghĩa là trí tuệ, Ba La Mật Đa là tiếng Phạn nghĩa là cứu cánh, còn tiếng Hán có hai chữ thôi, tâm kinh. Vậy thì cái đề tựa của bài kinh đó là phối, là cái ghép giữa tiếng Hán và tiếng Phạn. Ma Ha là trọng lớn, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật Đa là cứu cánh. Thì nếu mà chúng ta dịch cho tiếng Việt là tâm kinh nói về trí tuệ rộng lớn cứu cánh. Cho nên khi chư Tôn Đức Hòa Thượng Việt Nam của chúng ta dịch bài kinh này ra tiếng Việt thì quý ngài cũng dịch luôn cái đề tựa ra tiếng Việt. Chẳng hạn như dịch tâm kinh trí tuệ cứu cánh rộng lớn, chữ rộng lớn là chữ Ma Ha, chữ cứu cánh là Ba La Mật Đa, trí tuệ là Bát Nhã. Cho nên cái câu dịch là tâm kinh trí tuệ cứu cánh rộng lớn là dịch ra thành tiếng Việt từ cái chữ Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh. Rồi có một vị khác dịch cái đề tựa này thành kinh tinh yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tại sao là tinh yếu? Bởi vì cái cổ Bát Nhã nó gồm 600 quyển. Phật và xin nhắc lại, Bát Nhã, bộ Bát Nhã 600 quyển, nhưng lấy tất cả những cái ý của 600 quyển nó gom lại thành một bài tâm kinh 265 chữ này, cho nên là tinh yếu. Thí dụ như kinh Kim Cang cũng thuộc loại kinh Bát Nhã, kinh Đại Bát Nhã, tất cả những bài kinh nói về trí tuệ đều là nằm trong cái hệ Bát Nhã đó, một cái hệ thống của Bát Nhã, của trí tuệ. Nhưng có một bài kinh nó tổng hợp tất cả những ý chánh của Bát Nhã thành một bài tâm kinh, cho nên một vị hòa thượng đã dịch thành kinh tinh yếu Bát Nhã, tức là cô đọng những cái tinh ba, những yếu nghĩa của Bát Nhã ở trong này. Quý vị hiểu ý mà nói không? Như vậy thì sở dĩ nó có ba bốn cách dịch là bởi vì tùy theo mỗi vị dịch giả. Và cái nguyên văn
của cái bài kinh này bằng tiếng Hán là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Còn nếu chúng ta gọi tắt, chẳng hạn như đi tụng kinh với nhau, hỏi bạch thầy lát nữa mình tụng gì thầy, thầy mới nói một lát nữa tụng Đại Bi Bát Nhã, thì ý muốn đó là tụng một bài Hành Cú Đại Bi và một bài Bát Nhã Tâm Kinh. Nhưng mà thầy nói gọn là tụng bài Bát Nhã. Và thưa đại chúng, Bát Nhã Tâm Kinh là hệ thống kinh điển của Phật giáo Đại Thừa, còn Phật giáo Nguyên Thủy thì không có. Nguyên Thủy tức là Nam Tông, Lào, Campuchia, Miến Điện, Tích Lan, không có Tâm Kinh Bát Nhã. Chỉ có Trung Quốc, Việt Nam, Đại Hàn, Nhật Bản, Tây Tạng là Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc truyền có Bát Nhã Tâm Kinh. Câu hỏi thứ hai: Kinh Vu Lan báo hiếu, đàn ông xương trắng nặng hoàng, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn, vậy xương con gái hoặc con trai là vợ chồng khi chưa sanh con thì xương thế nào? Trời đất, bữa nay nghiên cứu tới xương. Cái này không quá khó, nên để số con lại cho một chùa nào đó ở đây. Hôm nào chùa có đi đám đó, lúc đi thiêu đó sẽ gọi con cho mình đi theo, rồi mình sẽ theo dõi là con gái xương màu gì và những người chưa sinh con màu gì. Còn em chưa gì hết cho nên em chưa biết. Thưa đại chúng, thường chúng ta hiểu xương là màu gì? Màu trắng, thế thôi. Xương nào cũng là màu trắng. Đặc biệt xương một người phụ nữ sinh con nhiều thì nó màu đen. Cho nên ở đây Kinh Vu Lan báo hiếu là nói về cái công ơn mẹ của cha. Cho nên Đức Phật nói, nếu mình hiểu trong tất cả các loài xương của con người đều là màu trắng, đặc biệt xương của người mẹ nếu đã sanh con thì bắt đầu nó đen thâm vậy thôi. Còn tất cả xương nào cũng màu trắng, chứ không phải xương con gái màu đỏ, xương con trai màu xanh, xương đàn bà màu đen, xương đàn ông màu trắng, không phải vậy. Còn nó có một cái nó xương sườn nó màu vàng, không phải à. Thì thật ra xương là nó như vậy hết, nhưng mà Đức Phật cũng xác định ở một bộ xương trắng có một loại xương đen là xương của người phụ nữ khi đã sanh đẻ, thế thôi. Con gái con mất 9 tháng qua, con không biết có phải là số hay không. Con chưa chắc định được vì cháu mới 22 tuổi. Con chưa một lần thấy cháu, vậy cháu đi đầu thai rồi hay là lãng vãng? Đại khái lãng vãng đâu đó ha. Thưa đại chúng, cái này là Pháp Hòa nói theo người xưa thôi. Tất cả chúng ta có mặt ở đời này là do nghiệp. Quý vị nhớ, Phật Bồ Tát có mặt ở đời này là do nguyện. Còn tất cả chúng ta, chúng sanh mình có mặt ở đời này là do nghiệp. Bây giờ có một ví dụ nha. Tối hôm nay chúng ta có mặt trong hội trường này là do nghiệp hay do nguyện? Do nguyện. Tại vì Pháp Hòa nguyện nói, quý vị nguyện nghe, cho nên mình có mặt ở đây là do nguyện. Nhưng mà nếu quý vị đi vô những cái quán bia, quán nhậu, quán đánh bài, đánh bạc thì do cái gì mà đẩy vô đó? Nghiệp. Rõ không? Thì tất cả chúng ta do nghiệp mà ở đời này. Thì mỗi người đến đây để trả nghiệp
hết nghiệp rồi mình đi. Như vậy thì quý vị theo cái nhìn bình thường của thế gian thì chúng ta nghĩ rằng sống già mới tốt, còn mất còn trẻ thì chúng ta thường gọi là yếu, là không tốt. Nhưng mà cái đó là theo cái nhìn của thế gian. Chứ với cái nhìn của người xuất thế gian thì chúng ta đến ở đời này dù ngắn hay dài thì cũng một ngày sẽ đi. Nhiều khi đi sớm thì khỏi phải chịu những cái khổ của cái ở người ở lại trẻ hơn. Đức Phật dạy trong kinh, dù sống 100 năm không thấy pháp không bằng sống 1 ngày mà thấy pháp. Không có quan trọng sống ngắn hay sống dài, quan trọng là chúng ta sống như thế nào. Sống 22 năm như em đây, nhưng mà sống hạnh phúc với cha mẹ, sống không làm khổ mẹ cha, hoặc là mẹ cha cũng chưa làm gì con buồn khổ, thì coi như là đến đây rồi. Ngắn dài gì cũng sẽ đi. Nhiều khi ở dài mà không hạnh phúc đó. Cho nên quý vị, với cái nhìn thế gian thì chúng ta muốn sống thọ, nhưng với cái nhìn cao hơn thì chúng ta thấy rằng đến đi chỉ là một cái sự thời gian ngắn gọn mà. Nhắc tới cái này, không bằng kể câu chuyện đại chúng nghe. Một hôm có hai thầy trò dẫn nhau, hai cha con dẫn nhau đi, thì thiền sư Lương Hào này thấy hai cha con có bộ cố cách lắm, thì ngài mới bước ra ngài hỏi: ông lão, ông ở đâu? Thì thiền sư, thì ông già mới chỉ trời, chỉ đất. Ý muốn nói là chỗ nào có đất có trời là chỗ đó tôi ở. Thì cái vị thiền sư Lương Hào ngài cũng nhận ra điều đó. Ngài mới nói: lỡ hôm nào đất trời nghiêng ngửa, ngài ở đâu? Cái ông lão cũng trả lời tiếp: trời xanh, trời xanh. Thì ý muốn nói là đất trời cũng nghiêng ngửa, nhưng mà tâm tôi vẫn bình an, thì kiểu là trời vẫn xanh. Thì cái đứa nhỏ nó nghe xong nó hừ một tiếng, nó hừ một tiếng. Cái thì ông thiền sư Lương Hà nói: cái đứa nhỏ này nó hừ một tiếng này á, thì nó nhất định là cái ông già này không phải dân thường. Hai cha con dẫn nhau đi. Cái tiếng hừ đó là gì? Nó thấu. Cái quan trọng là cái, đừng có quan trọng là ở đâu, thời gian nào. Cho nên có một lần người ta hỏi một vị thiền sư: bạch thiền sư, ngài nhiêu tuổi? Ngài đưa sâu chuỗi lên. Sâu chuỗi là bao nhiêu một? 108. Trời ơi, ông hỏi chi cái chuyện tuổi tác. Tôi mà sống dữ lắm cũng cỡ sông chuỗi này thôi. Quý vị nghĩ mà nói ha. Thành thử ra thưa cô, cô đừng có buồn. Nếu em đi thì cô cứ chúc nguyện cho em đi tốt. Nếu cái phước của em đủ, em sẽ tái sinh khỏi lầm. Cho nên cô không thấy em cũng là việc tốt thôi. Tại vì em đã không còn lẫn lộn ở đây nữa. Không, đến đây thì chúng ta sinh hoạt, khi nào chúng ta không cần sinh hoạt nữa thì đi. Mà người xưa thường hay ví dụ như thế nào: gió đưa cành trúc la đà, gió qua trúc giữ gió mà làm chi, trên hồ bóng nhạn bay đi, hồ lưu bóng nhạn làm chi thêm phiền. Ở dưới này có mặt nước, con nhạn bay qua thì dĩ nhiên bóng nhạn phải chìm dưới nước, dưới đây nước. Nhưng khi nhạn bao qua rồi, nước đâu có lưu bóng nhạn chứ, phải không? Gió qua cành gió đưa cành trúc la đà, gió qua trúc giữ gió mà làm chi, trên hồ bóng nhạn bay đi, hồ lưu bóng nhạn làm chi thêm phiền. Kính bạch thầy, con ăn chay mà niệm và niệm Phật, mà hàng ngày con phải nấu mặn, hàng ngày vậy con có tội gì? Dạ có tội.
quý vị thôi. Đức Phật dạy như thế này. Trong kinh Đức Phật nói một câu: Đức Phật không cho phép một người đệ tử nào tu mà thiếu bổn phận của mình. Mình ăn chay đó là chuyện của mình, còn mình phải lo cho gia đình đó là bổn phận của mình. Quý vị cứ tự nhiên, không có sao hết. Mình bổn phận của mình nấu bằng hoan hỷ, vui vẻ thì đó là mình tròn bổn phận, và mình cũng chọn cái phần tu của mình là mình ăn. Tuy nhiên, nếu quý vị khéo léo, quý vị vẫn có thể cho người nhà mình ăn chay linh động mà thôi. Phong vào ví dụ nha, nói gì ăn là con thích lắm. Ví dụ bây giờ quý vị nấu 4 món, thôi nấu 3 đi, canh mặn xào. Quý vị nấu canh, quý vị để thịt. Nấu mặn, quý vị cũng có thịt. Bây giờ quý vị xào một dĩa rau, đâu nhất thiết phải có thịt. Có nhiều khi mình cũng thích ăn một dĩa rau không xào với đậu hũ. Hoặc là xin lỗi, nhiều khi quý vị ăn mặn nhưng mà quý vị thích thì sao? Một dĩa rau muống xào tỏi là cháy ra gì nữa. Như vậy thì cái quan trọng là mình khéo léo uyển chuyển cho người thân mình ăn dặm. Trong 4-5 món có món thuần tí là không có mặn, không có thịt cá trong đó. Thế thôi. Bây giờ người nhà của mình chưa chay hẳn hoàn toàn giống mình, phải không? Thì mình cứ khéo léo nấu hạnh phúc bình thường, đừng có khổ, đừng có buồn gì hết. Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Đừng có nói trời ơi tôi vô chùa tôi phụng sự chúng sanh, về nhà còn yêu tinh quỷ quái gì nữa không? Không phải vậy. Sống vậy sống không hạnh phúc. Ủa, hồi nãy còn có thương với đại chúng nè. Quý vị thường đọc cái bài này nè: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, phải không? Đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Sao mình biết mình trọn thành? Phải hồi hướng. Hồi là gì? Hồi trở lại mình, hướng về người thân. Mình hồi trở lại coi bổn phận mình là đáng là gì đây? Bổn phận mình là mẹ nó mang cho con là hồi. Hướng về con làm sao đây? Nó chưa được. Mình làm cái bổn phận mình đi, đúng vậy là thành Phật đạo rồi. Thành Phật không có nghĩa là ngồi qua xe, đâu phải là bay nhảy đi không phóng hào quang, mà mình sống đúng cái bổn phận của mình và hướng dẫn con cái mình nó biết cái bổn phận nó sống. Cái cách sống của mình là bài học hướng cho con. Nếu chúng ta biết hồi là cái hoàn cảnh của mình, cho nên hồi là quay trở về mình, hướng là hướng về mình. Khi chúng ta muốn nói ai, muốn hướng về ai, nói ai, phải hồi lại mình mới gọi là hồi. Được không? Chúng ta trời ơi, sao tối nay mấy cái vụ này không? Con có một người gì chết tự vẫn mà nay 40 năm sao mà người hàng xóm vẫn còn thấy gì con? Nếu như vậy là chưa được đi lòng thai có phải không thầy? Ai tin sợ? Thưa cô, thưa chú, thật sự có quà không biết là tại có quà đâu có theo dõi. Theo cái kinh chư tổ nhắc nhở là một người nào mất mà chúng ta thường thấy người đó, nghĩa là người đó chưa có xưa. Người đó, tại sao người này tự vẫn? Có thể là do uất ức một cái điều gì không nói ra được, rồi kết thúc cuộc đời, cho nên cái uất ức đó chưa giải tỏa. Bây giờ quý vị muốn giải tỏa cho vị này, mình phải nên vì người này tụng kinh siêu độ và nhắc nhở khai thị cho cái hương linh này. Nói thôi bây giờ việc gì cũng đã 40 năm, dì đã tìm cho mình cái con đường này thì thôi dì phải nên giải tỏa, cầu xong cảnh giới an lành, mình đọc danh hiệu của Phật vân vân, nhắc nhở cho người mất đó thấy được con đường để đi. Cho nên thưa đại chúng, cái này nó cũng có gì mà không gọi là mê tín. Một người người ta chưa thông con đường đi mà chúng ta chỉ nói thôi đừng buồn nữa, mà chúng ta không nói lý do cách nào để đi buồn, thì người ta sẽ không hiểu. Thì ở đây cũng thế, thôi dì đừng có lẩn quẩn đây nữa, mà không chỉ ta đừng đi. Bây giờ dì phải quyết tâm xả bỏ những cái uất ức, những cái gì đó,
nhất tâm theo Phật A Di Đà. Ví dụ vậy đó, mình chỉ dẫn cho cái người đó có lối thoát. Cho nên thưa đại chúng, từ bi là sao? Từ là cho người ta niềm vui, bi là giúp người ta hết khổ. Người ta buồn khổ mình tới mình nói sao cho ta hết khổ, và đồng thời mình cho người ta cách thực tập để có niềm vui, thế gọi là từ bi. Từ là cho người niềm vui, bi là giảm khổ cho người. Thưa thầy, nếu một vị hơn 60 tuổi đi xuất gia thì con gọi sao cho đúng với chánh pháp? Hai là tăng ni có được ở chung chùa không? Thưa đại chúng, dù vị đó 60 tuổi đi xuất gia, nhưng mà cái giới phẩm của vị đó là sa di hay là sa di ni thì chúng ta gọi là ni cô. Những vị mới bắt đầu tu chúng ta gọi là ni cô, hay là sư chú, hay là chúng ta gọi là sa di ni. Chứ không phải là 60 tuổi mình thấy người ta cũng có tướng ni sư, mình gọi ni sư. Không phải. Hồi nãy có một vị Phật tử mặc cái áo tràng la, một kiểu tóc rồi đứng điềm đạm như sư cô. Thì cái chú Phật tử nói, dạ sư cô, con thế này con thế kia, bác đính chánh lắm. Nói dạ không, tôi không phải sư cô, tôi là Phật tử thôi. Thì ở đây là một cái vị mà dù lớn tuổi đi xuất gia, nhưng chúng ta gọi đúng cái giới phẩm của vị đó. Còn vấn đề tăng ni thì dĩ nhiên là tăng ni ở riêng. Tuy nhiên nó có cái trường hợp nếu như ngôi chùa đó nhiều tăng nhiều ni, phòng ốc riêng biệt, thì trường hợp đó mình cũng biết là chư vị trong chùa có sạch sẽ. Còn thí dụ như trường hợp mà các vị tuổi tác cũng ngang nhau, thì quý vị hoặc là không có ai khác ngoài hai vị, thì trường hợp này chúng ta nên xét lại, sắp xếp cho nó không có phải người ta có những cái lời nói nó không có được đẹp, không có được lành. Cái đó là tự mình phải ý thức để sắp xếp cái việc này. Dĩ nhiên là theo nguyên tắc là tăng ni phải ở riêng, nhưng ở cái quốc độ này chúng ta cũng thông cảm là đôi khi chúng ta không có được cái phương tiện tăng ni ở riêng thì ở chung, nhưng mà phải như thế nào để cho nó phù hợp với cái nhìn chung chung của tất cả mọi người. Thì thôi thưa đại chúng, bây giờ cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, quý vị cũng đã mệt, và Pháp Hoàng nghĩ rằng cái chỗ này chúng ta muốn không có hơn 2 tiếng, cho nên mong đại chúng hoan hỷ, chúng ta tạm kết thúc ở đây. Như là Phật, một lần nữa Pháp Hoàng xin cảm niệm công đức của quý vị đã tạo duyên cho chúng ta trong mọi trường hợp để chúng ta có đủ duyên lành gặp nhau chiều hôm nay chia sẻ Phật pháp. Trong khi chia sẻ, nếu có gì sơ sót một lần nữa, mong quý cụ, quý bác, quý cô chú, quý anh chị và toàn thể đại chúng quan hỷ cho nhân viên Phật pháp. Kính chúc cho quý vị sức khỏe, an vui, mùa vu lan trong đầm ấm, mùa trung thu vui vẻ, và chúng ta xin hồi hướng.